nhìn cũng dễ thương, lùn lùn xíu thôi nhưng mà khúc nào đó khúc đó, khúc nào đó khúc đó. Có quay lại nói với thằng nhóc cháu chứ, ê mày, tao thấy chị này được nè, nhìn cái tướng này chắc mối đẻ sai lắm. Thì vợ tao mới thấy cái bàn bên người ta uống trong bâu mà cái loại chai trong bâu úp ngược. Cái vợ tao mới hiếu kỳ hỏi anh này cái đó uống có được không, được sao không? Anh uống hoài à, bữa nay chắc vợ uống này chắc xỉn quá. Em mừng mừng trong bụng rồi. Em nói cho anh biết, tức là sau này cứ mới nói, em nói cho anh biết, hồi đó anh đừng tưởng anh là gà nha, thực ra anh chỉ là thóc thôi. Cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Phùng Văn Sô, hôm nay 32 tuổi, đến từ tỉnh Đồng Nai. Con làm kinh doanh về bất động sản. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Con tên là Trung Thị Minh, 33 tuổi, con buôn bán. Dạ, tụi con cưới nhau từ tháng 5 năm 2021. Có em bé chưa? Có một bé, năm nay được 13 tháng ạ. Dạ, giờ con bầu 5 tháng nữa. Ôi, là bé rưỡi rồi. Bé rưỡi. Trời, hồi nãy giờ thấy lúp lúp cái bụng rầu mà không dám hỏi. Đúng rồi chị. Sợ hỏi mà không đúng cái nó kỳ. Nhưng mà nó nghe nào, bây giờ quay lại thời gian trước đi. Dạ. Hai đứa coi như là lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên tụi con gặp quen biết qua mạng á chú. Con vô cái mục á thấy ông này thích con. Cái con nhìn trong hình trời ơi sao dạch chát không biết. Tại vì không có ăn ảnh á cô. Nghĩ là chắc lớn tuổi hơn mình mà thôi, kết bạn đại nói chuyện hay cũng được á. Khoảng chừng một vài tuần con quyết định là ngưng, không có tiếp tục nói chuyện với cô này. Vợ con nữa và nói chung là xóa app luôn. Sao vậy? Tại vì suy nghĩ là app nó không có thật. Thế nó ảo quá đúng không con? Lúc buồn buồn cái tự nhiên lại vào, kết bạn lại rồi lấy cái số điện thoại của vợ rồi kết bạn Zalo. Cái lúc mà ảnh thoát áp á, con có suy nghĩ ông này chắc có mối nào ngoài ngon lành hơn không? Con không có nghĩ mối nào, tại con đâu có định quen đâu. Tại vì con nghĩ là quen hoài còn chưa chắc ăn nữa, huống chi quen qua áp. Cái xong cái thời gian sau này con thấy kết bạn Zalo mà đổi hình đại diện của cô, con thấy lạ quá, con đâu nhận ra đâu. Nhắn tin hỏi thăm con, cái con không có trả lời lại. Cái xong này tự nhiên đổi hình nền, cái con thấy thì ra là ông nội này. Cái xong cái con mới nhắn tin lại, sao tự nhiên ông quỷ kết bạn với tôi á. Lúc đầu á quen á là con tưởng đâu lớn tuổi hơn con, cái xong nói sinh năm 90, cái xin chị em đâu chịu đâu con. Em thế là xin ông với tôi luôn. Sau khi kết bạn Zalo thì bao lâu tụi con gặp nhau ngoài đời? Dạ chắc khoảng tuần gì đó. Là hai đứa cũng nói chuyện liên tục. Mà thời gian đó vợ con đang làm công ty, thời gian đó con làm ở dưới Long An á, hẹn nhau là gặp nhau ở Biên Hòa. Thấy báo chí đều viết là những cái vụ quan nhau qua áp cũng sợ, cái có dẫn theo một đứa cháu theo để gặp cô này. Cái ấn tượng đầu tiên của con về vợ con là nhìn cũng dễ thương, lùn lùn xíu thôi nhưng mà khúc nào ra khúc đó, khúc nào ra khúc đó. Có quay lại nói với thằng nhóc cháu chứ, ê mày, tao thấy chị này được nè, nhìn cái tướng này chắc mối đẻ sai lắm nè. Nhưng mà cô hỏi con nè, ảnh á thì ảnh ngại anh dắt theo đệ tử, còn con cái điều gì làm con tin tưởng ảnh mà con đi mình nên? Dạ tại vì về địa bàn của con mà cô. Tự nhiên gặp ổng cái xong cái con hay run run, mà lúc đó con nói nhiều lắm. Run mà nói chuyện mà tai cứ lạnh ngắt vậy đó. Có nghĩa là ngay cái hôm đầu tiên là con xác định là đến với nhau rồi đó, đúng không? Dạ con thích nhưng mà con nghĩ là chắc cái anh này không có thích con đâu. Tại sao? Tại vì tính con hay tự ti á. Tại vì con nghĩ ôi mình chỉ làm công nhân thôi, người ta làm văn phòng dễ gì người ta chịu mình. Với lại con xấu nữa, tại nghĩ cho bạn bè thôi à. Về nhà thì là ảnh là người chủ động nhắn tin và gọi cho con đúng không? Dạ đúng rồi. Con vui không? Và con có thấy rằng là con không nên tự ti với cái mối quan hệ này không? Dạ con vui chứ. Tại vì hả, nghĩ mình tệ vậy mà lại có người vậy mà thích mình. Đối với con thì cái vẻ bề ngoài á, nếu mà về khuôn mặt á thì nó cũng không nhất thiết phải quá đẹp. Lúc gặp vợ thì thời điểm đó thì thấy là vợ cũng xinh chứ không phải là tự mà... vợ con tự ti dạ. Thôi cái thời điểm đó không có giống như bây giờ đâu cô. Lúc đó ốm có 50 mấy ký à, mà khúc nào ra dạ. Khúc đó đẹp đúng không? mà nói chung là đẹp. Ừ thứ hai là cái cảm giác khi nói chuyện cảm thấy rất là hợp, hai đứa nói chuyện với nhau là giống như là hết pin điện thoại thì thôi á. Là lúc nào cũng video call cho nhau. Sau đó có một cái chuyến đi Bảo Lộc từ thiện đi ở chùa, công ty con tổ chức thì con mới rủ cô này đi. Cô này nói là phải xin mẹ, mẹ không cho đi qua đêm đâu, với lại giờ em cũng không có tiền để đi. Con mới lúc đó giống như kiểu sung lên rồi, anh lên anh xin ba mẹ cho chi phí đi, anh lo hết. Nhắn thêm với cô này một câu là lần này anh đi anh mời bố theo nữa, bố ưng á là xong phim luôn á. Là bố mời bố con hay là bố? Dạ, bố của con. Cái xong rồi là chuyến nó đi. Nhưng bố thì sao, bố có ưng? Dạ bố thì cũng rất là vui, tại vì bố con thì cái tính cũng vui vẻ cũng cởi mở. Mà mong muốn có một người con dâu là cái tính tình lúc nào cũng thoải mái, hay nói chung là cái tính người Bắc gọi là đon đả đó. Cái nụ hôn đầu tiên nó xuất hiện là trong cái chuyến nào? Dạ chuyến đó luôn ạ. Là cái chuyến đi từ thiện đó đúng không? Dạ. Là lén lén đợi bố ngủ xong rồi
Lén lén hôn chụp không? Ở đó trong chùa không dám làm gì hết à. Tức là trong chùa thì hai đứa vẫn nói chung là như hai người bạn bình thường. Không, có thể là lén lén đi thoát khỏi chùa. Dạ, sau đó khi đi về rồi á, khi đi về thì con mới chở cô này từ từ chỗ gửi xe về về nhà. Sau khi về thì lúc mà cô này ra tiễn thì hai đứa mới chọn cái gốc cây đầu đường đầu cướp răng nhau. Con hồi hộp, tim đập nhanh dạ, lạnh người. Trời ơi, mới hung mà con giống như con bị tuột huyết áp vậy. Thì cái lần đầu chuyện ấy thì lúc ấy con có xỉu không? Dạ không, con không có xỉu. Hung lần đầu là con dậy chứ mà bắt nhịp vô cái con quen liền. Đầu tiên vượt quá giới hạn của vợ chồng con là bữa đó là lúc con vẫn còn dưới Long An đang làm gì đó. Buồn buồn nó rủ vợ xuống chơi. Bữa đó thì hai đứa đi lúc thì vợ con mới thấy cái bàn bên người ta uống cái trong bâu mà cái loại chai trong bâu úp ngược á. Cái vợ con mới hiếu kỳ hỏi anh cái đó uống có được không, được cái sao không, thử đi anh uống vài à. Bữa nay chắc vợ uống này chắc xỉn quá, cái mừng mừng trong bụng rồi. Cô này mới uống hết một chai, con cũng uống một chai. Sau đó thì về cái cô này mới no về tới phòng. Mấy lần trước thì bình thường rồi này, cái tự nhiên kêu anh em nóng quá, cái rồi nóng quá rồi. Nhưng mà cuối cùng về con biết là không phải là cô này bị xỉn. Say nhưng mà là say tình đó, đó. Em nói cho anh biết, tức là sau này cứ mới nói, em nói cho anh biết hồi đó anh đừng tưởng anh là gà nha, thực ra anh chỉ là thóc thôi. Thực ra anh chỉ là thóc thôi. Phận trai 12 bến nước biết làm sao bây giờ. Anh trao cho em luôn đó. Rồi bao lâu thì và mai đứa mới đám cưới, kể từ buổi tối đêm mấy? Sau bữa đó thì có một cái một lần quyết định nữa là gia đình con mà có một cái đám cưới thì con mới quyết định là mời qua nhà để xin phép ba mẹ với gia đình bên vợ là mời cô này đi chung giới thiệu đàng hoàng với bên gia đình của mình để mọi người cùng biết. Nói chung là công khai quen nhau và tính cái chuyện cưới nhau. Dạ. Rồi có kế hoạch là sẽ để sang năm rồi cưới. Nhưng mà cuối cùng vợ kế hoạch đã xác định cưới vào cái dịp đó. Sau đó thì hai chồng nói là quyết định thả, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, thì thả để dính thì được, không dính thì từ từ cũng phải thả thôi. Nên là đã xác định ngày cưới rồi và đi đăng ký kết hôn xong xuôi rồi. Có nhớ được cái thời điểm nào mà coi như là mình dính luôn? Dạ có, bữa đó là hai vợ chồng đi chọn đám cưới xong rồi hồi đó lén mẹ chứ đâu có tới đâu đi nhà nghỉ là lén mẹ không á. Thử đám cưới về cái buổi trưa chắc 11 giờ mấy á, cái nắng quá cái nói vợ chứ em ơi nắng quá đi chỗ nào làm tí đi. Hai vợ chồng đi vô trong nhà nghỉ đó sợ là quá giờ về mẹ biết mẹ la, cái nói vợ chứ mình đi một tiếng thôi nha em, đúng một tiếng thôi nha. Con nhớ là chui vô nhà nghỉ trong cái hẻm trong túc trong sâu á, bà chủ và nói 1 tiếng 60 nha con. Cái nhà nghỉ nó nhỏ, nhà cấp 4 nhỏ xíu à. Cái xong hai chồng mình xong xuôi hết rồi mệt quá nằm ngủ, trời ơi, đang ngủ quá trời ngủ tự nhiên cái mê man cái bà đập cửa đúng hết giờ. Lần đầu tiên trong đời mà thấy đi nhà nghỉ mà bị ta đuổi ra vì hết giờ. Sau này khi mà về con ra lại con tính mới nói lại dạ mình biết là cái thời điểm đó là có bầu, cái con mới nói vợ con à rồi đúng rồi. Bữa đó chắc bà chủ bà đập cửa dữ quá, vợ sợ quá và rụng trứng cái đẻ luôn. Trời ơi, trời ơi, vui vẻ quá. Ừ, thôi bây giờ vô cái chuyện mà bây giờ tới cái vụ này nè, chắc có lẽ là chắc con khoái lắm đó. Cái phần mà khui cái tật xấu của bạn ấy đó, đúng không? Đúng không? Con coi chương trình này nhiều mà. Dạ, đúng không? Con ơi, con thích chương trình này. Dạ. Con thích chỗ này không? Dạ. Con khui trước đi. Nhường con nói trước đó. Chồng con là chỉ có đói bụng á thì quạo thôi, quạo nhìn mặt nghiêm lắm, xấu đói tính xấu. Ảnh không biết ảnh tính là tính nó xấu đói á, nhưng mà thì con cố gắng không làm cho anh đói là anh không quạo. Như ví dụ như bây giờ con đang quay nè, là con đói hay là con chưa đói? Dạ vợ con biết con đói, nên nãy vợ con có bước chào hộp cơm mà. Bây giờ nó vui đó chị, mới vui đó. Đó. Bây giờ nó vui quá trời. Nãy giờ mặt nó quạo lắm á. Rồi xấu tính đói nè, nói gì nữa? Dạ với lại tính ảnh thẳng thắn á, ảnh góp ý thẳng quá. Là ví dụ như là về nhà mẹ con chơi, cái con mà làm chậm gì kiểu như là con hay quên gì cái ảnh nhắc là ảnh có mặt mẹ đó, ảnh nhắc luôn là ảnh không hài lòng gì thì ảnh nhắc luôn. Con mới nói với ảnh là có gì thì về hai chồng nói nhau, tính con không thích là gây lộn hay là cho người khác biết gì hết á, không được gì á thì nói nhau biết hiểu nhau chứ không có trước mặt người khác mà góp vậy. Dạ, con không thích cái ra đó thôi. Dạ vậy thôi à. Có đào hoa không? Dạ đào hoa. Là đào hoa. Có ghẹo gái không? Dạ cũng có ghẹo, nhưng mà mấy cái đó con không có ấy. Có hồi trong mùa dịch á, cái ảnh cũng lên trên mạng á, kết bạn với mấy bé kia kìa. Cái xong cái mấy bé kia gọi lại
anh đang nằm với con, cái anh cũng kể cho con nghe, anh cũng nói cái em bé đã gọi tới, anh cũng bắt máy có mặt con đó luôn. Cái xong cái em bé nó gọi bé gọi máy ảnh, cái ảnh nói alo, cái em bé nói anh đang làm gì vậy, cái ảnh nói là anh đang nằm, cái em bé hỏi nằm với ai, cái nó nằm với vợ, cái nhỏ nó ách đù xong tắt máy luôn, còn chưa kịp nói gì hai vợ chồng cứ cười vậy. Hả? Nói chung là cái đó thì không phải là cái gì gọi lén lút mà gọi là vui thôi. Hai chồng thì cũng sàm sàm vậy chứ không tán lên hai sàm. Ông nghèo người ta nhiều khi chúng với những đứa bé nó mới lớn dạ. Nghèo gì rồi tội nghiệp nó tổn thương. Hồi đó thôi chứ tới bây giờ thì sau khi mà vợ bầu đứa thứ hai rồi thì vợ cũng hay nhạy cảm á. Nên là con cũng không có bây giờ đùa giỡn kiểu đó nữa. Thôi bỏ đi, dạ. Bỏ đi không. Nên nó cũng không có gì là hay ho nên cũng... hay. Dạ. Đúng rồi, hay á. Rồi vậy là con mong chồng con thay đổi những điều gì trong những điều con mới kể? Dạ, chỉ cần ảnh là kiểu như góp ý con thì góp riêng cho mình con thôi. Dạ. Rồi bây giờ tới con đó, Sô. Dạ, vợ con chỉ có tật duy nhất là chậm chạp và ngủ bất chấp. Tức là vợ con có thể ngủ bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời tiết, bất chấp ở lúc đâu nào luôn. Ra cái ngủ. Dạ, buông ra là cái ngủ được ngay. Và ngủ rất là mê ngủ luôn. Ngủ nhiều khi mà tự làm chày mình luôn cũng không biết nữa. Có cái tật đó là con đi đâu xa thì hay nhắn anh đi tới nơi em nhớ nhắn về cho em nha, hoặc gọi cho em để em đỡ lo. Cái xong rồi con đi tới nơi rồi con nhắn lại cái xong rồi vợ ngủ mất tiêu, sáng mới dậy đọc tin nhắn. Thì anh lúc đầu á con phải suy nghĩ trong đầu thôi, rồi cô này đâu có yêu mình đâu, nói lo cho mình để đỡ lo mà ngủ tới sáng chứ đâu có lo, đâu có suy nghĩ gì đâu. Anh hay nghĩ vậy cô, kiểu như là anh nghĩ là lúc đầu mới quen nhau giận hờn linh tinh là mấy cái chuyện đó, anh cứ nghĩ là con không yêu ảnh, là không quan tâm á. Dạ. Nhưng mà tại vì con thời gian con làm ca kiếp nên là con phải cần ngủ á. Ngủ để vô đúng việc rồi. Làm để nó tỉnh táo. Mà con nói là yêu thương là hành động, với lại do anh cảm nhận là anh biết, chứ đâu phải là đợi thức rồi nhắn tin là anh mới biết là con thương anh đâu. Bởi nghĩ vậy nghĩ quan cho con. Tại vợ con này tính vô tư quá. Vô tư đó. Vô tư và không có cầu kỳ trong cái vấn đề mà giống như là cho lãng mạn á. Vợ con thì không như vậy. Nhưng mà con thì có một chút gọi là phải quan tâm kỹ một chút và hơi cầu kỳ, hơi lãng mạn một chút. Con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Trước đây thì con có suy nghĩ nhiều về cái vấn đề là hai vợ chồng phải thay đổi vì nhau lắm. Nhưng hiện tại thì vợ con cũng có những tính xấu, nhưng mà không cần vợ phải thay đổi gì hết. Tại vì con suy nghĩ là vợ con cứ như vậy được rồi. Thay đổi nữa chắc chết quá. Thật ra tới đây thì chú lại rất là chúc mừng con. Dạ. Là bởi vì con đã có được một người chồng rất là tâm lý. Dạ, sống chung á, ảnh rất là tâm lý. Dạ. Cái gì cũng lo lắng quan tâm. Hồi đợt con bầu á là kiểu như con lụm gì đúng không, đứng ngay cạnh góc bàn á, anh sợ con đứng dậy cái con bá cái bụng vô cái góc bàn á, ảnh lấy tay ảnh che, nhiều cái là ảnh làm âm thầm lắm, ảnh không có nói ra đâu, nhưng mà con quan sát con thấy con biết á, nên là con vui lắm. Chồng con á là không mong muốn con thay đổi cái điều gì, nhưng mà theo cô á thì với một cái người chồng mà như con vừa nói ha, thì anh này là anh vừa tinh tế. Yeah. Anh tinh tế, ảnh quan tâm và ảnh gọi là anh cũng nhạy cảm nữa đó. Chứ không phải là ấy đâu. Thì thành ra là cô nghĩ con cũng sẽ phải tự gọi là thay đổi bản thân mình, nhất là cái việc mà quan tâm nhau. Dù cô nói như là tin nhắn đi, thì có thể con nghĩ đó không phải là một cái hành động, nhưng thực sự đó là một cái hành động hết sức là nó nhỏ thôi, nhưng mà nó lại cực kỳ có nhiều ý nghĩa. Con đừng để chồng con bị mất cái thói quen đó đối với con. Thì bằng cách là con phải tương tác lại cái đó. Chứ nếu không chồng con mà bị mất cái thói quen đó là con là người lỗ vốn. Con hiểu cô không? Đó, thành ra mình sẽ tự thay đổi, mặc dù anh không mong muốn nhưng mình tự biết. Đó, thì có thể là con ngủ. Tại vì á, cái giấc ngủ đối với bạn á, rất là quan trọng. Tại bạn làm ca làm kiếp thì dễ lắm. Trước khi con ngủ con nói là chồng ơi, không biết anh tới chưa, nhưng mà bây giờ vợ buồn ngủ quá. Thì em ngủ trước nha, nhưng mà tới anh cứ nhắn cho em để em yên tâm. Sáng nay em yên tâm là anh đã tới rồi. Đó, thì khi mà chồng con đọc được cái tin đó là chồng con hiểu cái vấn đề liền. Thì không bao giờ suy diễn nữa, đúng không con? Không bao giờ suy diễn mà nó ở đó. Rồi, chúc mừng hai vợ chồng nghe. Rồi, chú cũng chúc cho con, hai mẹ con mẹ tròn con vuông. Bé này là sinh năm mèo nữa. Mèo vàng nữa. Rồi, chúc cho hai vợ chồng luôn hạnh phúc và cùng nhau nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, lúc nào cũng yêu thương. Bởi vì các bạn đã chọn được hạnh phúc của mình. Hạnh phúc là lựa chọn. Cảm ơn. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng son đầu tiên. Hello.
là em nói tiếng Việt được. Con ném phiếu cho tôi xả một tràng tiếng Tây rồi đó. Nếu chị Dân mà không giảng là tôi nói tiếng Anh không á. Mà tôi nói tiếng Anh là chương trình này mệt nghe, là phải chạy phụ đề dưới. Mà anh thì vẫn phải nói rõ, vì ngày xưa thì em học ở miền Bắc và giọng của anh là không phải là miền Bắc. Chính vì vậy thì phải nói rõ cho em hiểu. Chào bạn mình tên là Quốc Thịnh, còn bạn tên gì? Tên là Nam. Nam. Em gì cái gì Nam em? Tên thật của em bằng tiếng Séc là Ondra. Nhưng mà ở miền Bắc thì người ta rất là khó nói cái đó và gọi em là ông già. Và em đi mới 32 tuổi thì chưa già lắm thì chọn tên là Nam để dễ nói. Công việc của Nam? Em bây giờ làm phiên dịch và cũng thỉnh thoảng thì dạy tiếng Séc hay là tiếng Anh. Và chủ yếu bây giờ làm về du lịch. Thì từ tháng 4 đến bây giờ thì không có quá nhiều việc, thì phải ở nhà và phải lo con, lo vợ. Và vợ thì có kinh doanh riêng, cũng phải có thời gian để đi làm. Rồi có nghĩa là đây là ông bố bỉm sữa đó, đúng không? Siêu bố rồi. Nam qua Việt Nam là bao lâu rồi? Bắt đầu học tiếng Việt cách đây khoảng 8 năm. Nhưng mà sống ở Việt Nam mới khoảng 1 năm rưỡi. Ngày xưa thì sống ở Hà Nội khoảng 1 năm. Bây giờ thì sống ở Sài Gòn khoảng 2 năm rồi. Tại sao Nam lại thích học tiếng Việt? Em là người Cộng hòa Séc, ở đó có nhiều người Việt Nam. Và ngày xưa thì có một hàng xóm là một cặp Việt Nam. Lúc đó thì Nam khoảng 17 tuổi. Và vợ đó thì rất là xinh. Thì em đã suy nghĩ là nếu nước Việt Nam có phụ nữ xinh như vậy thì chắc chắn nên học tiếng Việt và qua đó và lấy vợ ở đó. Trời ơi. Lúc đó là mới có 7 tuổi thôi đó. Và tôi nghĩ rằng là khi mà cái chương trình này phát, tôi nghĩ là đàn ông trên toàn thế giới sẽ về Việt Nam lấy gái Việt Nam rất là nhiều. Và bởi vì gái Việt Nam chúng tôi đẹp rất là nhiều. Rồi, xin phép em. Tại vì quá bất ngờ với sự xuất hiện của Nam, cho nên là nãy giờ cứ giao lưu với Nam không, mà là chưa giao lưu với em. Bây giờ chào em, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Mai, em đang làm thiết kế thời trang. Và em đang có thương hiệu riêng của mình rồi. Thiết kế thời trang hay gì mà một cái đầm rất là đẹp. Cái này thực tế là kỷ niệm em muốn lưu lại để cả đời, vì cái hình này là cái hình mà Nam làm khi tán em. Nam làm khi tán em. Tán tỉnh em đó hả? Có nghĩa là lúc đấy thì do Nam phải đi về nước, thay vì cứ nhắn tin cho vợ hay là gọi điện thoại thì Nam thì hàng ngày đều vẽ hình như thế này và gửi cho em. Nếu em không ngại anh mời em có thể đứng lên vậy mà. Anh nói là một cái đầm rất là ấn tượng và rất có ý nghĩa. Mà ai cũng tưởng là em vẽ cây đó khi em khoảng 4 tuổi, nhưng mà thực ra em hơn 30 tuổi khi vẽ cây đó. Không, nhưng mà thực ra nhìn Nam á là trẻ hơn so với tuổi. Thường là người phương Tây không uống rượu, không hút thuốc lá, nói chung là không làm gì hư thì chắc chắn là sẽ có vẻ trẻ. Không ăn thịt nữa. Và không ăn thịt nữa. Không ăn thịt. Nói chung là cuộc sống của em rất là chán rồi, nhưng mà vẫn trông trẻ thì được. Nam và Mai gặp nhau trong trường hợp nào? Và lần đầu tiên gặp nhau thì như thế nào? Kể cho anh nghe. Lần đầu tiên gặp nhau là ở Sài Gòn cách đây 2 năm, ở quận 7, tự nhiên đi uống sinh tố và gặp nhau. Mai thì đi xe cúp 50 rất là cũ, nhưng mà vẽ lên cây đó rất là đẹp. Và cũng không có trang điểm gì hết. Và quần áo thì cũng rất là bình thường. Và em thì thích cây đó, em không thích những phụ nữ thích mặc sang trọng. Và chính vì vậy thì đã suy nghĩ là ở Việt Nam và phụ nữ như vậy thì chắc là sẽ rất là thú vị, thì nên tán và cưới luôn. Lần đầu tiên ông gặp người ta mà suy nghĩ là tán và cưới luôn. Nhưng mà khi mà em quyết định về Việt Nam để mà em tìm một cô gái như cái em mong muốn á, thì Mai có phải là người phụ nữ đầu tiên? Dạ, không. Trước đó thì em đã học tiếng Việt ở trường Đại học Xã hội Nhân văn ở Hà Nội. Thì ai cũng nói là bây giờ thì em đang học tiếng Việt thì phải bắt buộc phải ăn thịt chó và đi tán gái Việt Nam. Thì ai cũng nói như vậy thì em đi theo ý kiến của họ. Thì em ăn thịt chó.
Nhưng mà bây giờ không ăn thịt chó nữa vì sợ kiếp sau sẽ sinh ra những con giun thì không muốn cái đó nữa. Đó, mấy người ăn thịt chó nghe đi nghe. Nhưng mà thì anh thích thịt chó ở đó và cũng thử tán gái Việt Nam ở đó. Nhưng mà ở miền Bắc thì nói chung là ai cũng xinh nhưng mà hơi dữ. Vì ở đây có Hà Đông thì có nhiều sư tử, ở Sài Gòn không có Hà Đông thì không có sư tử. Quá dữ, quá dữ. Nhưng mà sao lúc mà em tán mấy cô gái Hà Nội, sao em không lấy vợ Hà Nội? Chính là lúc đó thì vẫn trẻ và một lần thì bị bỏ. Sau đó thì quyết định là không tán người Việt, con gái Việt Nam nữa. Nhưng mà tự nhiên thì vào miền Nam và nhận ra là phụ nữ miền Nam thì dễ thương hơn nhiều, và lấy vợ miền Nam thì chắc là thương hơn. Em có biết được cái việc là trước khi mà ảnh quen em là ảnh cũng đã từng tán mấy cô ngoài Bắc không? Có chứ. Và anh ấy thì có một kỷ niệm rất là vui, bởi vì anh ấy được gọi là Tây nước mắm. Cái gì? Tây nước mắm à? Tây nước mắm. Vì anh ấy bị bạn gái đầu tiên đổ nước mắm lên đầu. Thiệt không? Vì chia tay rồi và sau đó thì gặp nhau với bạn gái mới thì chắc là ghen tị một chút. À, là bị đánh ghen đó phải không? Dạ. Nước mắm thì ngon mà thì không sao. Nhưng mà khi mà em gặp Mai á, là em quyết định em thay đổi cái suy nghĩ là em lại tiếp tục quen với lại lấy con gái Việt Nam nữa. Lý do vì sao? Vì vợ rất là độc lập, gọi là hạnh phúc nữa, nhưng mà không biết. Trời ơi. Và nói chung là em thì cố gắng giúp ở nhà, ví dụ là dọn dẹp một chút, nấu ăn, lo con. Nhưng mà cái đó thì ở bên Tây, nếu không làm cái đó thì sẽ bị phê bình, sẽ bị chửi. Nhưng mà ở đây không làm là chuyện bình thường, nhưng mà khi làm ở đây thì sẽ được vợ khen, và cái đó rất là tốt. Vì em thì quen làm việc ở nhà, vì ngày xưa có bạn gái Tây, nếu không làm thì bạn gái sẽ khó chịu và cuối cùng thì sẽ bỏ. Em nè, lúc mà em gặp chồng á, em có cảm thấy yêu liền không? Thì mới ban đầu em gặp, lúc đó thì em vẫn chưa nghĩ là hai đứa sẽ đi sâu hơn và kết hôn. Thì em chỉ nghĩ là anh này mà làm chồng mình được thì hay nhỉ. Tại vì hài hước quá và lúc nào em cũng cười. Và sau đó thì em nói là hay quá, thì em muốn cưới người này luôn. Tức là sau cái bữa mà gặp nhau ở quán Sinh Tố, là ảnh chủ động qua, ảnh nói chuyện với em. Nói chuyện là hai người là bắt đầu sau đó là có liên lạc với nhau và đi chơi với nhau đúng không? Dạ, nhắn tin, anh ấy cứ nhắn những cái tin cực kỳ buồn cười. Ví dụ? Anh ấy sử dụng những cái thành ngữ hoặc là những cái câu của Việt Nam rất là chuyên nghiệp. Ví dụ giống như là buồn như con chuồn chuồn hoặc là dạng như vậy. Chêm vào rất là nhiều những cái đó, và khi em đọc đến là rất là ngạc nhiên, là em cảm thấy nó rất là thân thuộc. Như là mình đang nói chuyện với một người Việt thật sự, mà người Việt hài hước. Bởi vì nó vừa có cái gì đó ngây thơ mà nó vừa có gì đó rất là hay. Thì sau đó thì em cứ nhắn tin rồi cứ cười. Cái em làm việc chung với em á, thì em ấy nói sao chị suốt ngày giống bà điên mà cứ cười như vậy. Thì lúc đó là dấu hiệu tốt. Thì em nghĩ là thôi không đi tìm chồng gì nữa hết á, thì chồng đây rồi. Nhưng mà ai chủ động đề nghị làm đám cưới? Thì tự nhiên thì Nam nói là bọn mình cưới nhau đi. Thì em nói cũng hay, cưới đi. Bao lâu? Tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng 1.5 năm. Như vậy cái chuyện tình yêu quá đẹp như vậy, chắc là sau khi lấy nhau rồi là chắc cũng không có gì phàn nàn đâu ha. Chắc là cũng không có tật xấu đâu. Cười suốt ngày à? Phản hai. Cười suốt ngày. Nhưng mà ý chị Vân muốn hỏi là có một cái sự thay đổi gì ở Nam không? Em không bị cái gì bất ngờ hết, mà chỉ có những cái tính tốt thì em không nghĩ đến, thì em bị bất ngờ bởi những cái đó thôi. Thì coi như Nam không hề có tính xấu nào hết. Loại tính tốt ra. Ôi trời. Dạ đúng rồi. Chắc phải thay đổi format quá. Trước khi cưới thì Nam không có loại cái tính là biết nấu ăn rất là ngon ra, mà chỉ có loại cái là làm bánh rất là ngon. Nhưng mà đến khi bây giờ khi mà có con thì hàng ngày buổi sáng Nam thường hay hỏi em là mai muốn ăn gì. Và xong sau đó thì ví dụ như chả cá Lã Vọng thì anh ấy tự đi xuống dưới chợ và làm một cái rệt về, làm một cách chuyên nghiệp, bày ra đẹp cực kỳ và phục vụ. Mà Nam kể chuyện đi chợ coi, ví dụ như đi chợ Nam có dễ bị ăn hiếp không?
Tức là bị nói không, vì bây giờ đi nhiều và ai cũng biết Nam rồi và biết là nói tiếng Việt rồi và biết là nếu chém thì em sẽ đi chỗ khác và không mua của cô ấy nữa thì mà Nam và nói chung là nhưng mà Nam có trả giá không? Bây giờ thì ở đây không lấy thách nữa. Ngày xưa ở Hà Nội thì bị nhiều như thế. Mặc cả. Phải mặc cả nhiều và ví dụ là mua qua một cô 10 ngày và mỗi ngày thì phải mặc cả hết. Nhưng mà ở đây thì không, thì làm khách quen rồi và bình thường thì được giá tốt hơn vợ luôn. Đồ! Nói nhưng mà có hẹn nói chuyện với các bà bán cá, dạ. Với mấy chị bán rau, mấy dạ, mấy nói chuyện với họ nhiều nhưng mà họ chơi bậy hơi nhiều. Rồi bình thường thì là ở nhà Nam chắc có lẽ là Nam chăm sóc em bé nhiều. Dạ, thì có hai ca, nhà ca đêm là của Mai và ca buổi sáng là của em. Thì từ khoảng 5 giờ, 5 rưỡi thì em dạy và em cho con bố em đi chơi với con và lo con đến 10 giờ cho vợ ngủ được. Và như vậy là cả hai đều không mệt lắm. Đúng rồi. Ồ, vậy là em cho con bú sữa mẹ hả? Dạ, em bé bú hoàn toàn là sữa mẹ. Ồ, vậy hay quá. Sau đó thì em bé bú cả đêm với em và xong sau đó thì trước khi đi ngủ lại thì em vắt sữa ra cho Nam. Mà Nam, em có thấy vợ em cái ngoại hình á có thay đổi nhiều từ trước khi sanh, sau khi sanh có thay đổi nhiều không? Đúng rồi, giống như là tại sao lấy vợ châu Á và không lấy vợ Tây? Vì phụ nữ Tây thì sau khi sinh thì béo lên nhiều và phụ nữ châu Á bình thường thì đến 55 tuổi thì vẫn rất là xinh và vẫn rất là gầy. Thì như vậy là cơ thể của Mai thì gần như là không thay đổi và bây giờ người ta gần như là không biết là Mai mới sanh. Ừ. Hey. Đây là lần đầu tiên em làm cha thì những cái gọi là chăm sóc cho con mình, ví dụ như là hay bỉm cho em bé thì em có sợ không? Nói chung là trước khi có em bé thì sợ vì là thầy tả, nhưng mà sau khi có em bé thì nhận ra là cái đó không thối lắm, nhà không bẩn lắm. Thì nói chung là chắc là sau khi em bé bắt đầu ăn như là bún đậu mắm tôm thì chắc là sẽ thối lắm, nhưng mà bây giờ vẫn chưa. Con em là con trai con gái? Con gái. À. Thường thì người Việt Nam á là thấy trẻ con người ta rất là thích, nghĩa là tới nựng mà thậm chí tới bồng. Dạ. Em thì em có ngại. Nhưng mà em thì một phần thì thích cái này vì ở bên Tây thì những mẹ Tây thì hơi gớm, nhưng không cho chồng chơi với con. Nhưng mà ở đây thì ngược lại thì em bé thì sẽ được tiếp xúc với nhiều người thì không sợ lạ nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng thì những bà già ở chợ tay qua họ rất là bẩn nha, là mổ cá hay là mổ lợn thì đến và không nói gì hết và cứ làm như thế vào vào má của con thì hơi vô duyên thật. Nhưng cái đó thì mất vệ sinh. Thì em phải nói là đừng chạm vào mặt của con tôi gì đó như thế vì cái đó không thích. Vì nếu hỏi trước hay là chỉ là vẫy tay gì đó thì cái đó không sao. Nhưng mà thật ra nếu mà nói mà để mà mình ngăn ngừa đó thì nó lại rất là khó cho bản thân mình. Là bởi vì người Việt Nam và nhất là những người lớn tuổi người ta lại thích thể hiện cái tình cảm của mình dành cho trẻ con. Nhưng mà mặt khác thì ví dụ là em bé thì có ở đây và ai đó ở đó thì tự nhiên chăm sóc nó và em rất là thích cái đó vì ở bên Tây cái đó rất là phức tạp. Hồi nãy thì anh có hỏi cái tật xấu của Nam thì Mai nói là không có. Thế thì bây giờ anh hỏi ngược là Nam, Mai có tính xấu không? Chúng là cũng ít. Ít có nghĩa là có. Dạ, nhưng mà nói chúng là thỉnh thoảng thì có cái vấn đề là giận lên thì sau đó đi trốn và ra khỏi nhà luôn. Và cái đó thì hơi bất tiện vì trong thời gian đó thì em cứ suy nghĩ là thì em đã làm gì sai hay là tại sao là vợ không nói chuyện với em. Và nếu vợ nói trực tiếp có vấn đề gì thì có thể giải quyết và sau đó thì mất nhiều thời gian trước khi giải quyết cái vấn đề đó. Tức là hay giận đúng không? Giận không, thì không nói giận. Vì khi em biết là giận thì mất khôn và em thì chắc là sẽ mất khôn, cho nên là khi giận thì em đi ra ngoài suy nghĩ và cố gắng suy nghĩ tích cực về cái gì mà anh ấy đã làm, thì tự nhiên nó hiểu hơn và bắt đầu là nghĩ là mình làm gì sai và sau đó thì quay lại. Nhưng mà quay lại thì vẫn giả vờ giận, nhưng mà khi quay lại thì chồng thì lại tự nhiên thấy đi dọn dẹp nhà cửa. Qua sau em nói trời ơi dễ thương thế, và xong sau đó thì không chịu nổi nữa và nói chuyện với nhau. Thế bây giờ Nam mong muốn Mai cần thay đổi điều gì? Này chính là nếu thay đổi cái đó được thì quá sướng, nhưng mà như thế là quá lý tưởng rồi.
thì không có gì xấu hết, thì cũng hơi chán nha. Cái đó là bình thường mà. Quá thật lòng. Là ở bên Tây thì người ta nói là đàn ông làm cái gì sai thì phụ nữ giận thì đàn ông xin lỗi, và phụ nữ làm cái gì sai thì đàn ông giận, sau đó phụ nữ giận và đàn ông phải xin lỗi lại. Thì như vậy là hơi bất công, nhưng mà cái đó là nếu sinh ra như đàn ông thì quá sướng rồi, vì không cần đẻ con nhỉ. Và vẫn là cuộc sống của đàn ông thì dễ hơn phụ nữ nhiều, thì ít nhất là đàn ông nên chấp nhận cái này và chịu cái đó. Qua cái câu chuyện của vợ chồng Nam với Mai á, tôi rất muốn là cái số này á, nếu như quý vị khán giả nào xem và share ra trên Facebook, trên mạng cá nhân của mình, để cho cái sự lan tỏa nó rộng, để mà những người đàn ông Việt Nam á, nên có những cái suy nghĩ như Nam đây. Lúc nào cũng cảm thấy rằng cho dù rõ ràng là Mai ở trong một cái gia đình với sự thương yêu của người chồng như thế này, nhưng mà bạn Nam vẫn còn cảm thấy là cái người phụ nữ vẫn còn bị thiệt thòi quá nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì phải sanh con nè, phải nuôi con nè. Đó thì tôi rất là xúc động với cái tình cảm và cái suy nghĩ như cái nhìn của Nam đối với phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng. Thì với cái gia đình của hai bạn này thì cũng chỉ biết là chúc hai bạn sẽ hạnh phúc hoài, và rất cảm ơn cái tình cảm của Nam đã dành cho chương trình cũng như là dành cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam, và cho Mai, cho người vợ của Nam. Hello. Hello. Can you speak Vietnamese? Chút. So this is Miss Vong. Miss Vong. And this is Mr. Thong. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Both. Yeah. What's your name? My name is Emre Sigura. Emre. Sigura. Yes. Bây giờ gọi là Sigura thôi. Sigura. Yes. Sigura. Mà gọi tắt là Singum. Hoặc là Imre. Hoặc là Imru. Imru Singum. Okay. Where are you from? I'm from Turkey. 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 Thổ Nhĩ Kỳ. Yes. How long do you stay here? 6 năm. 6 năm. 6 năm. Bao nhiêu tuổi rồi? Little. How old are you? I'm 40. 41 actually. 41. Yeah. 41. Yeah. 41. Yeah. Dạ tới em. Dạ, chào cô Vân, chào chú Thuận. Con tên là Nguyễn Hồ Trà My, hiện nay là 32 tuổi. Đang làm marketing cũng như là một content creator. Content creator. Rồi. Nhưng mà anh rất muốn biết là chuyện tình cảm của hai bạn như thế nào. Lần đầu tiên em gặp anh ấy ở đâu? Yeah. Và anh ấy tỏ tình với em như thế nào? Kể cho anh nghe đi. Yeah. Là trên một cái app hẹn hò. Dạ rồi. Thì cái buổi gặp đầu tiên đó là sau khi một tháng hai người nói chuyện nhau. Thì thế là gặp nhau. Nhưng mà cái buổi này thật ra nó không có suôn sẻ ở cái khúc đầu tiên. Tại vì anh để con đợi. Đợi một tiếng đồng hồ, bởi vì anh tập gym và anh ra trễ và con phải đợi. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây là con, tại sao lúc đó con kiểu hơi bực tức á, con cũng muốn là xem ông này là ai vậy, ông này là ai vậy mà để mình đợi vậy. Thế là anh tới đó, thế là anh tới thì kiểu rất là kiểu đẹp trai bảnh, mặc áo hoa quần màu rêu, nói chung là nhìn cái cách phối đồ rồi cái cách, nói chung là nhìn rất là đỏm dáng. Đó, nhưng mà kiểu lúc đó cũng rất là con khá là bực bội đó, cho nên là kiểu ok mình nói chuyện nhau đó. Thì đó là cái ấn tượng đầu tiên, thì nó đang không vui là như vậy, nhưng mà sau đó thì vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng mà trong cái buổi đó thì tại vì anh này ảnh rất là thích về thể hình, quan trọng cái vóc dáng, cho nên là lúc mình đã tới trễ rồi, con đã gọi đồ ăn rất là nhiều để ra, cái xong nó nguội lạnh hết rồi, cái tới cái anh nhìn thấy anh không ăn luôn, cái là thế là con kiểu ủa vậy sao nữa, con cũng không ăn luôn, cái là hai đứa chỉ nói chuyện thôi, và xong rồi pack những cái đồ ăn đó đem đi đi qua. Dạ đúng rồi. Còn Sigura, lần đầu tiên bạn gặp cô gái này thì như thế nào? What was your impression when you met me? She was very outgoing person, first of all, and very mature for her age, basically. So, okay, anh nói là nhìn con rất là tự nhiên và cảm giác như là trưởng thành hơn cái độ tuổi, cái thời điểm mà con gặp ảnh thì là năm 26 tuổi. Also, she was very patient. Rất là kiên nhẫn, tại vì đợi ảnh. Vậy là lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau là để
coi như là chỉ nói thôi chứ không ăn. Dạ. Rồi sau cái bữa ăn đó thì hai cái đồ ăn nó đem đi đâu ăn? Đồ ăn nó đem đi đâu ăn? Dạ. Có đem đi chỗ khác ăn không? Dạ, thật ra cái tăng hay không? Dạ có, cái bữa đó thì thật ra là đúng là khi mà gặp bạn này thì hai đứa không có tần số chung. À, đó chính là hai đứa đều 62 kg. Cái thời điểm đó con 62 kg con khá là tròn và ảnh thì người cũng khá là nhỏ con. Đó là đều 62 kg, đó là một cái rất là mắc cười. Và sau đó thì gặp nhau nói chuyện, thật ra là con cũng đã điều tra này rồi. Có nghĩa là một người nước ngoài và có một cái chức vụ là như vậy thì đã điều tra trong dạ đúng rồi, background rồi. Nhưng mà gặp nhau một cái là ảnh kể lại nguyên một cái CV đó luôn. Nguyên một cái CV y chang những gì mà con đọc luôn. Là ở đâu, đã làm việc ở đâu mấy năm rồi, đi đâu. Ok, mình đợi chút xíu nha. Đợi xíu. Rồi lên. Đang bị lỗi về mic. Oh yeah. There's something wrong with the mic. With the mic. Rồi ok, che mặt. Dạ. Không có. Con che mặt dạ. Con xưng cô Vân nha cô Vân. Dạ. À, rồi, dạ. Ok. Rồi. Anh có quay TikTok chung như con? Dạ có, quay nói chung làm diễn viên cameo. Dạ. I don't appear on all the videos. Anh không có xuất hiện hết. Làm cameo thôi nhưng mà các bạn rất là thích. Alo. Alo. Thế mà ổng hao hao giống Mr. Bean đó. Dạ rất nhiều người nói. Ronald Atkinson. You look like Mr. Bean. You look like okay. Mr. Bean. You know Mr. Bean. Him? Yes, for sure. Ronald Atkinson. Sao bây giờ sau bữa đó thì là sau bữa ăn đó là hai đứa đi đâu? Nó có ví dụ tăng hai nè. Dạ, tăng hai đem đồ ăn đi đâu? Dạ thật ra là đem đó thì cuối cùng là ngồi trên xe và thật ra cũng tặng cho bảo vệ cái lúc cái thời điểm mà ảnh đi về á. Thì cái tăng hai á thì bắt đầu kiểu là ok mình nói chuyện vui vẻ hơn tại vì vô trong một cái pub nó rất là vui nhạc nhẽo rồi lúc nào đó con cũng thấy là ok thôi cũng đâu biết là mình gặp thêm một lần nào nữa đâu thôi giờ mình cứ xỏa thôi và chơi những cái game ví dụ như là true or dare có nghĩa là bình thường những cái người bình thường cái này cũng một cái game nước ngoài true or dare có nghĩa là nói thiệt hay là dám làm có nghĩa là hỏi một cái gì đó thì giờ nói thiệt cái chuyện đó hay là dám làm và con hỏi những câu rất là 18 cộng đó và bắt nói chung là bắt có nghĩa là con giống như con trả thù vậy đó là con ví dụ như là mang cái bong bóng đeo cái ngay tay này xong đi vòng vòng cái bar đó và con bắt phải làm như vậy rồi xong rồi đó nói chung là kiểu bắt làm những cái nó hơi kỳ quái để giống như trả thù cho cái vụ trễ giờ nhưng mà bữa đó là con có thách ảnh là anh có dám hôn một cô gái giữa một cái pub hay không? Thật ra là cái nụ hôn đầu tiên là nó đã xảy ra ngay cái lúc mà tụi con bye bye đi về và con đã bị ảnh cắn cho một cái ngay môi có nghĩa là cho chảy máu luôn kiểu giống như là ảnh không có muốn rời đi á. Vậy hả? Một người nói chung là một người rất là mãnh liệt ngay tay cái ánh mắt rất là mãnh liệt rất là kiểu rực lửa có nghĩa là đó là cái cảm nhận đầu tiên của con trắng là tại vì con đã thích rồi thì chắc chắn phải coi lần thứ hai và lần thứ hai cái câu chuyện mãnh liệt gì nó tiếp theo nữa nè. Dạ thật ra là với những cái mối quan hệ hẹn hò á thì ảnh là người đầu tiên mà con hẹn hò vào buổi thứ hai thứ ba và thật ra là con cũng hơi có chút dè chừng cho nên là những cái buổi thứ hai thứ ba thì con muốn nhìn ảnh ở những cái lát cắt khác cho nên là những cái địa điểm sau đó là do tự con chọn ví dụ như là cái lần thứ hai gặp nhau là trong cái Christmas party có nghĩa là hai đứa ngay cái đêm Noel luôn là hai đứa đi ăn với nhau sau đó là đi nghe nhạc jazz thì là mình thấy một cái góc khác là anh này cũng rất là lãng mạn tức là cái lần đầu tiên thì kiểu rực lửa mạnh mẽ đỏm dáng đúng không cái thứ hai là kiểu rất là lãng mạn ví dụ như là khi mà ăn xong thì tụi con đi qua cái chỗ nhạc jazz đó thì hai đứa sẽ nhảy nhót giống như là trong một bộ phim không để ý một tới ai xung quanh hết và cứ vừa đi vừa nhảy cho tới cái lúc mà đi ra đó tới cái chỗ nhạc jazz đó thì qua cái bữa thứ ba thì con muốn nhìn cái góc khác thử đi ăn chay đó thì cái thấy là anh này có một cái tính cách rất là nhẹ nhàng tình cảm rất là quan tâm tới gia đình hay quá vậy dạ thích ăn chay dạ ảnh thích ăn chay thích ăn chay nhưng mà ảnh không có ăn chay được lâu có nghĩa là mỗi tuần phải có ăn thịt nhưng mà đó thì đó là cái mà con lần thứ tư con có giận ảnh đi ăn ốc không dạ cái lần thứ tư là có nghĩa là sau cái lần thứ ba đó cái bữa đó là ngày để coi là ngay lúc là gần giao thừa của năm cuối năm 2016 đó là cái lúc đó thì con đã đi chơi với nhóm bạn của con ở trên Đà Lạt và anh này thì ảnh có party gì đó xong mà ảnh kiểu giống như ảnh cứ nôn cả ảnh cứ ở Sài Gòn party xong cũng không thấy vui xong rồi nhắn tin nhớ nhung rồi giờ tớ đi lên Đà Lạt được không anh đi lên với em được hay không
đó, kiểu như vậy. Thì cũng ngại là sợ là nhóm bạn của em cũng không cảm thấy thoải mái như thế nào đó, cuối cùng cũng lên thôi. Giả bộ hỏi hỏi vậy thôi cũng lên. Tại sao ảnh lại anh thấy ở cái điểm gì đặc biệt ở con mà anh lại có thể là cuốn hút như vậy? Obviously her beauty, but it's like her also mindset as well towards my parents, towards my friends as well. We accept each other basically immediately. And we don't want to change each other, or we don't want to reflect or reflect change basically. Ý ảnh là anh kêu là ok tại con đẹp. Và cái hai là con rất là tự nhiên với cái cách mà con đối xử với với bạn con, với gia đình. Và ảnh thì ảnh không có muốn thay đổi cái chuyện đó. Tại vì thật ra là hồi trước con cũng quen một cái anh người Pháp đi. Thì anh này nói chung là tại vì anh này ảnh kiểu cũng có rất là tri thức. Và con lúc nào cũng cảm thấy là ok mình phải thay đổi để mình vừa với ảnh á. Nhưng mà với anh này thì con cảm thấy rất là thoải mái. Và ảnh cũng cảm thấy rất là thoải mái khi đi với con. Rồi đến khi nào thì ảnh mới bắt đầu chính thức là ảnh tỏ tình và ảnh và em chấp nhận ảnh? Do you remember the official time that you like we have become like boyfriend and girlfriend? Yeah, for sure. It's the 18th December. No. No, really? No, official boyfriend. Yeah. Girlfriend. Oh yeah. It's January. January. Tháng 1. Là tháng 1, có nghĩa là sau cái chuyến đi Đà Lạt đó. So I thought con... that is the first date. Yeah, so. Tức là em đi Đà Lạt, là sau con đi lâu? Đà Lạt, trong mấy tháng. Về đúng không? Dạ. Yeah. Sau khi sau mấy tháng? Có nghĩa là từ cái lúc gặp nhau đầu tiên đó thì là khoảng là một tháng. Một tháng. Lâu quá. 30 ngày đó chị. 31st December. Dạ. Tới 30 ngày luôn. Rồi sau đó thì là cái chuyện tình cảm của hai bạn có phải yêu xa không? Yeah. Hoặc là hay có chuyển công tác gì? Mà lâu rồi đúng không? Nói là từ 2016. Dạ đúng. Là tới bây giờ là 6 năm rồi. 6 năm đó chị. Dạ đúng rồi. Là hai đứa nào gần nhau hay là có yêu xa không? Dạ, thật ra cái thời điểm mà con gặp ảnh á là ngay cái lúc đó con cũng muốn nói chung là có một cái làn gió mới, và con cũng đang hơi bị mất định hướng về công việc. Đó cho nên là con đang dự định là con sẽ đi Hội An một năm. Con sẽ nghỉ việc và đi Hội An. Đó, và lúc đó thì tự nhiên gặp anh này, nhưng mà con cũng không thấy cái này là cái cản trở nữa. Và rất là nhiều bạn con thì nói là trời mày bị điên hả, đang tự nhiên có quen một cái anh như vậy mà đi. Nhưng mà con không, con vì lý tưởng của mình thôi. Mình nghĩ là mình phải làm cái gì đó cho bản thân mình. Hay là đi. Con ra Hội An con làm gì vậy đó? Con có một cái thương hiệu về trang sức, có thể bán cho người nước ngoài. Là đi ra Hội An luôn, mấy bao nhiêu lâu? Dự tính là một năm, nhưng mà cuối cùng là anh này anh cứ giống như là anh thấy anh cũng nhớ thương quá. Xong rồi bay ra Hội An là yêu xa. Dạ đúng rồi. Là yêu xa đó đúng không? Dạ. Như vậy thì trong 8 tháng đó là ổng bay mấy chuyến ra ngoài Hội An? Do you remember how many flights that you fly to Hội An? Wow, at least four. Khoảng bốn chuyến, nhưng mà and thật then ra she là come as well. Thật ra là con cũng giấu ba mẹ đi bay từ Hội An để nhưng về. Nhưng mà thời gian đó là anh có bạn gái nào khác không? Con có ghen không? Dạ thật ra là lúc đó nếu mà có thì con cũng không quan tâm lắm. Rồi con hỏi anh thì anh nói không hỏi. So during the time that I were in Hội An, did you have any girlfriend? Of course not. Of course not. It's like we promise each other that we're going to give ourselves space, but also we're not going to date anyone else. Có nghĩa là gọi là thỏa thuận với nhau là sẽ có một cái khoảng cách như vậy, nhưng mà vẫn giữ liên lạc và vẫn yêu thương nhau ở xa. Như vậy là trong suốt khoảng 8 tháng mà con ở Hội An là hai đứa là chỉ gặp nhau trực diện là chỉ có 4 lần thôi. Đâu là hơn chứ em. Có, anh bay 4 bên đây 4 lần còn bên đây nữa. Bên đâu? Đây bay ngược về nữa. Ủa có ngược về, bay ngược dạ, về sao lại không? Em làm sao thế? Rồi. Phải có qua có lại chứ. Nghĩa là về, dẫn về. Đúng không? Rồi có dẫn anh đi ra mắt gia đình không? Dạ có, dẫn ra mắt gia đình là sau... trong khoảng thời gian 8 tháng đó hay là sau khi làm về? Sau. Dạ không, không? Trong sau 1 tháng mà tụi con dạ, có nghĩa là trong cái tháng 1 2017 luôn á. Là lúc mà con trước khi đi đây Hội An, trước khi ra Hội An là đã biết nhau rồi đúng không? Là đón về giới thiệu gia đình. Dạ. Rồi sao gia đình có ủng hộ không? Dạ. Thì với một cái người có nghĩa là trước giờ thì con chưa ra mắt ai là người nước ngoài hết. Và mẹ con hỏi anh câu là ủa lớn tuổi vậy mà chưa có vợ hả? Thì con kiểm tra kỹ chưa? Có vợ nước ngoài chưa? Đó. Thì nói chung là thấy ảnh dễ thương, ba mẹ cũng rất là, nhưng mà anh chưa có vợ đúng không? Dạ, anh đúng vẫn độc thân thì điểm đó là độc thân. Lúc đó thì ảnh 36 tuổi. Thời điểm đó là ảnh 36. Nhưng mà gia đình thì sao? Gia đình dạ. Thì nói chung là thấy con vui thì ba mẹ cũng vui. Nói chung ba mẹ con cũng là một dạng rất là kiểu mở lòng á. Cũng không có phải là cấm đoạn. Rồi ba mẹ chồng đối với con thì sao? Ba mẹ chồng con thì rất là dễ thương, rất là rất là thương. Là trong cái năm 2017 thì tụi con cũng về Thổ Nhĩ Kỳ để ra mắt. Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Anh có nhiều anh em không? Dạ, anh có một anh trai sinh đôi luôn ạ.
You have twins. Twins, yeah. 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 And con kể chút xíu về cái gia đình của ảnh ở bên Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào. Dạ. Thì cái thời điểm bị lộn không? Dạ không, cái thời gian đó có bị lộn bao giờ không? Dạ không, thật ra là gia đình anh này cũng ngộ lắm, có nghĩa là mặc dù là có hai đứa con nhưng mà mỗi người làm việc một nơi ở đất nước khác nhau và ông bà sẽ tự ở lo cho bản thân. Dạ đúng rồi, tự lo cho bản thân. Rồi thì cái tháng 9 năm 2017 là cái lúc mà thời điểm mà tụi con vẫn ở Hội An á, thì ảnh ra mắt gia đình. Anh đem con về ở Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt gia đình. Thì nói chung á là cái buổi đó nó cũng có nghĩa là con cũng mong đợi rất là nhiều. Người ta ra mắt gia đình người ta phải đẹp đẽ đúng không, nhưng mà 18 tiếng con bay có nghĩa là nhìn con rất là bần, nhìn con rất là chán. Và con cứ mà xà máy bay xuống một cái là con phải vô liền trong mấy cái chỗ mà duty free á, để con make up lại, con lấy đồ con make up lại. Và ba mẹ con thì cũng gửi rất là nhiều trái cây, ví dụ như trái nhãn, là trái chôm chôm, măng cụt đó, đó mang cả thùng đó như vậy. Nhưng mà nó rất là ngay hải quan á, người ta thấy lạ, người ta chưa bao giờ thấy chôm chôm hết, người ta chưa bao giờ thấy măng cụt hết. Cái người ta phải lại để người ta phải bắt là cái này là cái gì vậy, người ta không dám đụng, người ta tưởng bom. Đó, người ta phải bắt mở ra rồi cái này ăn sao, không dám đụng luôn. Nói chung là nó rất là sầu quần ngay cái khúc mà sầu quần á. Nhưng mà cuối cùng có qua được không? Dạ qua được, mà lúc mà về thì con cảm thấy như là con không hề tự tin để mà đi ra mắt ngay cái thời điểm đó, nhưng mà mọi người cũng chấp nhận, cũng ôm hôn rồi chấp nhận. Là mọi như người vậy. Ăn trái cây có thích không? Dạ rất là thích. Rất, đúng rất rồi, là thích trái cây mình mà qua được bên đó là coi như là lâu định. Dạ đúng rồi. Nhưng mà lần đầu tiên ra mắt với bên gia đình bạn trai như vậy, mà đặc biệt là ở một cái quốc gia như là Thổ Nhĩ Kỳ, thì con có lo lắng không? Dạ, rất là lo, tại vì mẹ, con nghe nói là mẹ của anh rất là khó. Và cái bạn gái trước thì mẹ anh không thích luôn. Cho nên là con rất là căng thẳng. Có bắt trùm mặt không? Dạ, dạ không, mặc dù là Thổ Nhĩ Kỳ là nước Hồi giáo, nhưng mà gia đình anh này là người Do Thái. Nhưng mà mẹ của anh mặc dù là người Hồi nhưng mà cũng không có trùm mặt luôn. Thổ Nhĩ Kỳ rất là thoải mái. Ok, rồi như vậy là tình cảm của các bạn có sự khởi đầu, và thậm chí trong khoảng thời gian yêu nhau cũng rất là đẹp, suôn sẻ. Dạ, chúng ta yêu xa chút xíu, chỉ có yêu xa chút xíu nhưng mà tình cảm thì vẫn mặn nồng với nhau. Bây giờ thôi, bây giờ mình tới cái phần rất là quan trọng. Đó đúng là rồi, khi mà thành vợ thành chồng với nhau ở với một người đàn ông mà rất là đẹp trong mắt của em như vậy, thì không biết là trong cách sống của anh trong 6 năm trời anh có những cái tật xấu gì không? Không, bây giờ để chị hỏi ông trước đi. Nãy giờ là một mình bé nói, bây giờ hỏi ảnh đi. Now we hỏi to another part. Sarah. That review the best side of each other. Oh yeah. Okay. Right now. Okay. Yeah, you talk. I think we suit each other the most, like it's like the matching. Rất là hợp nhau. So we have the same taste, but we give ourselves the space to grow as well. Mặc dù là that's what I like. Rất là hợp nhau, nhưng mà tụi con đều có những cái khoảng cách nhất định để cho bản thân sẽ tự phát triển và tự có những cái khoảng không gian riêng. At the end, the beauty fades, but the thoughts and the moments that we have, we share, actually will stay. Như ảnh bị lạc đề hay gì? Dạ, hơi lạc đề. Không, nói chung là nghe nó hơi serious, vậy thôi để con nghe. Đó là tật xấu nha, chứ không phải là tính tốt. Yeah, now cái gì mình chưa hài lòng á. The bad side or something that you don't feel side, happy about. Bad habit. Okay. Maybe it's like whenever I try to approach her to tell her something, like train her, educate something, it's like the first reaction is I know. Con phải dịch sát nghĩa nghe không được. Dạ, hiểu. Anh nói là mỗi lần mà anh muốn muốn dạy con cái gì đó hay là muốn nói cái gì đó thì lúc nào cái phản ứng đầu tiên là thôi biết rồi. Biết rồi. Hấp tấp á, đó cái tật đó mình có thể quy vô là hấp tấp. But she's very empathic, so she knows how to balance the emotions basically. Really? Yeah. That's from your gut? Yes. Anh nói là tại vì nói chung là anh hơn tuổi con, cho nên là lúc nào anh cũng muốn kiểu dạy, nhưng mà kiểu là con cũng sẽ rất là thông cảm, dễ thông cảm và dễ cũng dễ tiếp thu thôi. Thôi nói chung là ông này ông không có nói được cái tính xấu đâu ạ. Thôi chắc để con đi. I think không, đâu sao đâu kệ. Bây giờ ông đã nói được của con một cái hấp tấp rồi. Rồi. Đó, the second là hấp tấp. Okay. So second round. No, yeah, there's another round. You feel like you're not happy about me. Oh, not happy. Okay. Yeah. Suy nghĩ. Let me think. Thôi bây giờ hỏi luôn nè. Okay, let me see. Hỏi ông coi là vợ có nhõng nhẽo, vợ có ghen hay không? Oh, maybe you're... Am I jealous? Not much. Yeah, không có. It's like we trust each other basically. Yeah. Nói chung là tụi con tin tưởng lẫn nhau, không có ghen. Maybe you can tell them about the story that you tried to experiment the foods on me. Sao? Dạ, tại vì anh này anh dị ứng.
làm bưu dẫn hải sản. When you're newly married, basically. No, okay. Thì cho nên là những cái lần đầu á, con chỉ biết là hải sản là nó chỉ có tôm cua thôi. Nhưng mà thật ra lúc mà đi ăn nhà hàng thì lại có sò điệp nữa. Thì anh cũng bị có nghĩa là anh ăn thì anh cũng bị kiểu như là Nó bị allergy là nó đúng rồi, không thở rất được, rất khó đó. Chịu. Có nghĩa là anh khó chịu luôn. Thì lúc nào anh đi đâu anh cũng giỡn là này tính giết tao, kiểu như là này nó cố không giết được, nó cố không giết ăn tôi được hải sản. Đó, dạ, kiểu như vậy. Hay là mấy cái súp mà kiểu của Nhật Bản á là con đã rất là kỹ. Khi mà con mua về là con đã nhờ bạn ở Nhật á là dịch coi thử là trong này nó có hải sản không, nhưng mà khi nấu á nó vẫn có mấy cái giống như là vỏ tôm nó xay ra á cô. Đó thì là ảnh vẫn bị kiểu phải vô bệnh viện, có nghĩa là phải vô bệnh viện mấy lần. Vì tại vì con thử nghiệm đồ ăn. Dạ. Đồ cũng nguy hiểm ha. Dạ rất là nguy hiểm đó. Cho nên ăn uống với ảnh khá là kỹ. Như vậy là con là chỉ có một cái tật xấu là hơi hấp tấp thôi. Dạ. Đúng không? Và không có hợp tác trong cái việc mà ảnh góp ý. Đúng dạ, không? Thì theo như một chú chút hiểu. Chút. Dạ. Đó. Chút rồi. Và bây giờ tới con đó, tật dạ, xấu tới là con. Gì? Dạ. Thì thật ra là anh này thì không có tật xấu nhưng mà có những cái cũng rất là vui thôi. Ví dụ như ảnh rất là thích shopping. Ảnh rất là mê shopping luôn, rất là mê. Tại vì có nghĩa là người Thổ Nhĩ Kỳ theo con biết là người ta đã rất là đỏm dáng rồi. Và anh này là mê shopping từ những cái nhỏ nhỏ lặt vặt cho tới những cái lớn, quần áo, cái là giày hay là túi hay là quần áo của ảnh rất rất là nhiều. Và con phát hiện ra là cái này nó đến từ gia đình của ảnh luôn. Có nghĩa là đi qua chơi nhà mùa hè đi. Chơi gia đình ở ngày mùa hè đi, nhưng mà người ta đã sọt đồ mùa đông, chuẩn bị mua đồ mùa đông rồi. Wow, cái kiểu là như vậy. Và rất là thích cái chuyện, thậm chí là con mua một cái gì đó về thì ảnh sẽ kiểu cái gì đó mua gì đó. Là tính đồ shopping luôn á. Mặc đồ đó nó mặc thử coi. Được được. Này không được hay cái gì đó. Đó là sẽ cất. Okay. Và thậm chí là mua những cái đồ mà thường là mua cái gì là mình sẽ mua hai cái. Nếu mà chưa thử á, chưa có biết vẫn phải mua hai cái để thử. Ví dụ như là một cái máy ngủ thì sẽ mua một cái rẻ, một cái mắc. Mua để thử coi nó sẽ như thế nào, hay là mua những cái dầu gội. Và con phát hiện ra là lúc mà mở cái tủ ra là một đống cái dầu gội giống như là ở ngoài người ta cái tiệm người ta á, và xếp rất là ngăn nắp, rất là kỹ. Và mỗi loại thì nó sẽ hai ba chai như vậy á. Cái xong kêu ủa tại sao anh phải mua nhiều vậy? Không, tại vì mình cứ xài thử đi, lỡ mà mình thích á thì mình khỏi phải đi mua thêm, nó đã có sẵn rồi. Còn không thích thì sao? Cái xong không thích thì sao? Thì đó mấy cái đó nó bị hết hạn, coi như phải đi cho. Nó là vậy. Anh có hào phóng không? Trong cái vấn đề tiền bạc anh có hào phóng với con không? Dạ cũng có. Nói chung là anh thích, có nghĩa là thích, có nghĩa là có cái gì mới, thậm chí là đồ ăn ngon mới lạ là anh sẽ thích. Cuối tuần tụi con sẽ đi siêu thị để mua đồ ăn mới lạ, nó thường là anh thích là như vậy. Hai vợ chồng là chung tiền hết hay là tiền của ai người đó? Dạ không, tiền ai nấy giữ. Cô cũng nghĩ vậy. Dạ, tiền ai nấy rồi. Giữ. Rồi. Bây giờ mong muốn đi. Mong muốn thôi, bây giờ mong muốn gì? Con có mong muốn chưa, cái gì nữa mà là con chưa kể còn nữa đúng không? Còn nữa nhiều lắm. Dạ, anh có nhiều tấm hình. Mê shopping. Dạ, mê shopping, ảnh mê game. Mê game. Có thể chơi game. Chơi game mà ngồi chảy thay cả ngày luôn. Có thể ngồi chảy thay cả ngày như vậy đó để chơi game. Và thường thì cũng sẽ rất là nhõng nhẽo. Ví dụ như là ở nhà, mặc dù là có nghĩa là ở ngoài thì nhìn thấy một cái kiểu rất là lịch lãm, nhưng mà về nhà là tụi con không có ai bình thường hết trơn. Có nghĩa là đi đứng cũng không bình thường nữa. Tại vì rất là thích nhạc, hai đứa rất là thích nhạc. Và cứ mở nhà thì mở nhạc lên là sẽ đi đứng thêm những cái kiểu là đi đứng. Đi ngang qua là sẽ kiểu lắc qua một tí xíu, là lắc qua tí xíu là nhảy lên salon hay là múa quay quay cuồng là như vậy. Ủa rồi mà tụi con có con chưa? Dạ chưa. Ồ vậy hả, hèn chi mới dẫn hết gì được kiểu mà. Ủa, dạ mới nhiều năng lượng như vậy. Là có rồi chứ. Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ. Dạ. Đó. Thì là mới dẫn hết. Và cái mặt của anh này thì thật ra là rất là nhiều cái cảm xúc á. Cái mặt của anh rất là hay diễn, rất là hay diễn. Rất là hay diễn. Rửa chén á thì sẽ kiểu là em ơi ngứa lưng quá gãi giùm, hay là nóng quá kéo giùm cái quạt. Uống nước khát nước quá, có nghĩa là rửa chén mà mình phải đi phục vụ ổng vậy đó. Nhưng mà anh rất là kỹ tính, anh rất là kỹ và rất là cố gắng giữ cho nhà cửa sạch sẽ. Nhưng mà cái thời gian vừa qua anh có cái anh sống ở Việt Nam, anh có khó khăn hay là tức là anh có cảm thấy là anh thích ở đây không? Cuộc sống ở đây nó có khó khăn hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ không? So how do you feel about the life in Vietnam? I love Vietnam. So I mean, I like to call it my home. Here đúng in rồi. Vietnam. Việt Nam là nhà. And before Vietnam, I traveled a lot of countries. I lived in most of like Russia. I lived in Germany and States. So coming back to Vietnam, it's just like the people have very great mindsets and very happy people as well compared to the countries that I've been. Yeah, thank you very much. Anh ở rất là nhiều nước trước đó rồi, ở Mỹ, ở Nga, ở Đức.
và nhưng mà tới ở Việt Nam thì anh cảm thấy rất là thoải mái. Người dân rất là never thought that I'm gonna stay more than 3 years, but happened to be that I'm gonna stay much more. Yeah. Thực ra hồi lúc mà ở đây thì anh chỉ tính ở có 1 năm thôi, sau đó là kéo dài 3 năm là cũng không nghĩ tới nữa, và bây giờ nó cũng đã 6 năm rồi. Và any difficulty? Any difficulty when you live in Vietnam? Not really. Maybe you can say that it's the language, but the newer generation speaks foreign languages, so it's not too difficult to communicate. Maybe sometimes it's with her parents that we don't 100% understand each other, but I'm a patient person and also like we like to listen to each other. Cái khó khăn nhất là cái ngôn ngữ á, là cái học tiếng nó khó quá. Nhưng đôi khi là phải nói chuyện với bố mẹ của con thì nó cũng hơi khó khăn. Con phải ngoài con dịch. I think not difficult if you want. Exactly. Yeah. You can learn. You can study. You can learn. For sure. For sure. Yes. It will come. Yeah. I think I was too busy that I couldn't learn or take in courses and everything, but for sure in the future, definitely. Thank you very much. Mm-hmm. I love my country. Yeah, for sure. It's a beautiful country. Trong cái khoảng thời gian mà dịch Covid á, thì ảnh có bị ảnh hưởng gì trong công việc không? Thật ra COVID. Là cái khoảng thời gian đó là cái mà khó khăn nhất. Khó khăn nhất. Do you want me to share the COVID stories? No, I will share. Sorry? Oh, I will share. Sure. Can we? Sure. What do you want? Khó khăn cả thế giới. Dạ đúng rồi. Thật ra trước cái Covid á là ảnh đã có cái vấn đề về công việc. Dạ. Có nghĩa là ảnh có nghĩa là một cái người mà đang ở một cái chức vụ cao trong một công ty và tự nhiên mất việc á. Thì đối với mọi người nước ngoài cái đó nó rất là khó khăn. Có nghĩa là từ một cái mức sống rất là cao là có người đưa đón rồi có nói chung là tất cả không có phải đụng gì hết và tự nhiên là phải coi như phải tự làm hết tất cả đó. Thì trước cái đó là trước dịch thì con nghĩ là đối với một người Việt Nam á, nếu mà người ta mất việc 1 năm á, cái chuyện nó đã khó khăn rồi, nhưng với anh này thì nó mất khoảng gần 3 năm đó. Và con nghĩ là nó rất là khó khăn cho cái thời điểm đó giữa hai tụi con, nhưng mà cuối cùng thì tụi con cũng vượt qua được. Chúc mừng. Yeah. Chúc mừng. Congratulations. Bây giờ thì ổn định rồi đúng không con? Dạ đúng rồi. Is it okay chúc mừng. Now? Congratulations. Congratulations. Yeah. Thank you. Nhưng mà cái đó nói chung là tụi con hay gọi là tam tai. Thật ra đúng là con vừa mới gánh xong tam tai cùng với chồng. Mới gánh xong. Và cái thời điểm mà cái lý do mà tại sao con đi Hội An á, thì cái đó là về bản thân con là con muốn tìm cái định hướng mới. Và thật ra là khi mà gặp anh này á, thì anh này là một người kiểu như là tri thức và có một cái vị trí trong xã hội. Và khi mà gặp tất cả những cái bạn bè của ảnh á thì đều là kiểu giám đốc hay là những cái người chủ doanh nghiệp á, thì con cảm thấy rất là tự ti đó. Thì nhưng mà sau cái biến cố mà từ cái chuyện mà ảnh mất việc đó, con cảm thấy là con cần phải cố gắng hơn rất là nhiều, và trong cái công ty mà con đang làm thời điểm đó, và cũng như là cố gắng rất là nhiều để con có một cái vị trí cho bản thân con. Con nghĩ là bây giờ con đã đạt được cái chuyện đó. Quá tốt. Hai vợ chồng đều ok đúng không? Bây giờ là chuẩn bị để có con thôi ha. Dạ đúng. Ready have a baby. Now owner has to be been through. Yeah. We waiting for the baby. The baby. Yeah. I hope so. Nói chung một cái dịp như thế này thì chú á, chú muốn hỏi Siura là bạn có muốn, có nghĩa là chồng con có muốn nói điều gì với chương trình và với vợ hay không? Do you want to share anything to the program and to me? I mean, of course, I'm looking forward to the future here and happily retire in Vietnam. And we're planning our future as well here in Vietnam as well. So we're doing a lot of planning, a lot of, let's say, investments here. And I want to stay in Southeast Asia for my career path and for us basically to grow our family here. Nói chung là tất cả những cái gì thì đều đang cố gắng nhìn về tương lai. Và sống ở ít nhất là ở Việt Nam hoặc là ở trong khu vực Đông Nam Á, và cứ phát triển, thứ nhất là phát triển sự nghiệp và phát triển gia đình thôi. Dạ. Cùng rồi. Với nhau. Thôi bây giờ nói chung là thay mặt chương trình á, đầu tiên là cảm ơn hai vợ chồng con đã đến đây. Thứ hai là xin chúc vợ chồng con bây giờ là hết tam tai rồi. Là tam tai. Tới hồi thời lai đó nghe. Tiếng và sẽ có baby sớm nhất. Yeah. I hope we will have some time. Yeah. Còn có muốn có baby chưa? Dạ, cũng có thể là năm sau. Ok, chắc chắn là sẽ được. Rồi,
Bây giờ mình tới cái phần gì ta? Mình tới cái phần bốc thăm trúng thưởng. Bây giờ xin mời hai vợ chồng sẽ đến với một phần hấp dẫn, đó chính là phần kiểm tra quý và bốc thăm trúng thưởng. Okay, now we move to another game. Yeah. Thank you.